này vàng à, vàng mũi nâu đấy nhỉ, à, mũi nâu đầu thủ to mõm vuông này. Con này hơn chắc là gần đủ 2 tháng thôi, vẫn hơi bé. Đúng 2 tháng này. Đúng 2 tháng à? Ừ, quá nhỉ. Thế con này anh bán bao nhiêu? 700 à? Ừ. Có gắn tem gắn gì đây, giấy vé chợ. Chó được gắn vé chợ rồi đấy. Đây à, em này có em Simba này. Tai không dựng. Dòng như kiểu là chó dingo các bác. Nhưng mà tai không dựng, không phải không? Lai luôn. Cái gì anh? Zoom về á. Đây, zoom đây. Zoom đây. À, zoom ai phải mua cái khác. Cái này rẻ tiền thôi. Vâng. Em mua có hơn triệu mà. Đây của em sáng. Con này bảo 2 triệu. Vẫn 2 triệu à? 2 triệu. Con cái không ạ? Này lông đồ xù này. Đấy. Người rất là to, chả biết là trắng hay là vàng. Bởi vì là nhìn xấu xấu. Lông đang thay lông các bác ạ. Nơi gà bảo 2 triệu. To lắm này. À. Đuôi khá sầy này. Lông khá dài. Nhưng mà phải sang hai bên này mới chuẩn này. Lông này thì nhìn đẹp rồi nhưng mà vẫn chưa chuẩn lắm. Chó to các bác ạ. Đấy. Đấy, giá em này có 1,5 triệu này các bác này. Nhìn lông gì. Đây nó đang thay lông các bác. Thay lông nhìn không đẹp lắm. Đây có mấy em tứ mục. Đỏ, nâu đỏ, tứ mục. Xù thì bán hết rồi. Đàn này có xù nhưng mà đàn bán hết. Còn mỗi mấy em tứ mục cờ này thôi. Cái con này thì bao nhiêu anh? 3 triệu một con. Con nào cũng thế anh? Con này 2,5. À con này 2,5. Con này cắn nhau sao? Xước mặt này. Sáng nay cho ăn nó cắn nhau ấy. Đây à, em này xù này. Đây này, xù tiết mù này. Dậy 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 dậy. Ôi. Lưng bối kiếm cổng. Đốm lưỡi. Xù tai to. Ấy da, xem nào. Ấy da, bạn này là bạn đực. Mũi rất là ướt. Mũi ướt. Chứng tỏ không bị pavo. Care thì mũi lúc nào cũng ướt. Rồi. Bạn này đuôi khóa bên phải. Đuôi cong này là khóa bên phải rồi. Nhìn kinh rồi. Ôi con này thì bao nhiêu anh? 1 triệu á? À. Nắng quá nhỉ, bây giờ nắng nằm hết rồi. Rất khó nhìn luôn. Đây, xin nhắc lại, chó đỏ là giá 3 triệu rồi các bác này. Đấy. Ui, trong này không còn à? Toàn mũ này. Rồi, cảm ơn anh nhá. Em đi, rồi, em đi xem đấy. Ui, nhìn đây rồi, cọc này. Nhưng không phải các bác ạ. Bán cho một con được không? Đến chỗ đi. Mày có 7 con, bây giờ mày còn 2, 4, 6 con. Một em tứ